Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là cái hộp số chuyển hướng này. Hộp số này thì có tỷ số truyền 8/7, có nghĩa là 8 vòng vào thì 7 vòng ra. Đây là cái đầu vào này. Đầu vào này thì là phi 19. Còn đầu ra này là phi 25, cũng 6 răng thôi. Đấy thì các bạn lắp cái gì vào đây thì lắp. Thì còn đầu này là có thể lắp vào vừa với cái đuôi các đăng. Đấy, cái này thì chịu tải tầm 500kg đến 800kg là chịu được. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Bánh răng thì một số bạn có hỏi bánh răng cốt nghiêng hay cốt thẳng. Thì mình chưa tháo ra được, nhưng theo như mình dự đoán thì nó là cốt thẳng. Bởi vì cốt nghiêng thì nó chuyển động nó sẽ êm hơn, nhưng mà giá trị của nó sẽ cao hơn. Còn thằng này nó là cốt thẳng thôi. Đấy, thì kích thước của nó thì mình tí nữa mình sẽ đo cho các bạn xem. Còn kích thước cơ sở của nó thì cái hộp này nó chỉ là 10x10x10 thôi. Còn cái phần trục của nó nhô ra thì như các bạn đã theo dõi rồi đấy, thì là cái phần trục nhô ra nó là như vậy. Đấy. Nó được cố định bằng 4 cái con ốc này. Đấy, các bạn muốn cố định lên cái thiết bị nào thì các bạn chỉ cần đổi con ốc này dài hơn. Sau đó là các bạn có thể siết lên xuống dưới cái phần sàn này là được. Này là rất là dễ thôi, không có gì khó. Các bạn chỉ thay con ốc này nha, thay 4 cái con ốc loại dài này này. Ốc này ốc 8. Thì các bạn thay ra xong này các bạn lắp ốc dài hơn thì các bạn có thể cố định xuống dưới cái lèn này như này được. Đấy. Thì mình nhắc lại lần nữa là tỷ lệ 7-8 nhé, 8/7, 8 vòng vào thì sẽ ra 7 vòng, cái tỷ lệ gần như là 1-1. Đấy. Cái này thì được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, thì các bạn tùy các bạn có thể chế xe, các bạn muốn chuyển hướng thì các bạn có thể làm cái hộp số này cũng được. Tuy nhiên thì nó là bánh răng nghiêng chuyển số góc, cho nên là mình truyền tải nó có giới hạn thôi. Thì như nhà sản xuất thì có thể chịu tải khoảng 500 đến 700kg, nhưng mà khuyến cáo là dưới 500kg. Đấy, loại này là loại to các bạn nhé. Thì một số các bạn họ bảo là ở nhân nơi khác bán có 200.000, nó là loại nhỏ. Thứ hai nữa là hàng thanh lý thì nó không thể so bì được với cái này, là hàng mới 100%. Đấy. Thì trên cái này nó đều 6 răng này. Đấy. Các bạn có thể dùng nhông hay dùng trục các đăng. Thì theo như mình nghĩ thì đối với cái chuyển động này thì chuyển động thẳng trục moment xoắn ấy, thì nó sẽ bền hơn là dùng lắp nhông. Lắp nhông thì nó sinh ra một cái lực kéo nghiêng khác. Thì cái đấy là tùy các bạn dùng vào mục đích gì, tải nhẹ hay tải nặng. Thì đấy là tùy các bạn sử dụng. Giá thành một cái sản phẩm này mình xin để ở dưới phần mô tả sản phẩm. Thông số kỹ thuật mình đã lêu rồi. Thì các bạn cần đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Trước khi đi vào cái chi tiết thông số kỹ thuật thì các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi video mới đăng lên, và dễ dàng xem lại những cái video mình đã từng xem. Mình là Lam ở Thái Bình.